Rồi câu 33. Trộn hai thể tích axit sulfuric và axit chlorhydric với những thể tích bằng nhau thì thu được 450 ml dung dịch X. À, như vậy là mỗi cái dung dịch này chúng ta sẽ trộn là một lượng là 450 chia 2 là 225 ml, đúng chưa? Như vậy ta sẽ hiểu ở câu 33 này này. Là ta đã trộn là 225 ml dung dịch axit sulfuric 0,1 m đó và 225 ml dung dịch axit chlorhydric nồng độ 0,3 m. Rồi như vậy thì khi trộn hai cái axit với nhau thì các bạn sẽ tính được cái số mol của H cộng, đúng không? Số mol H cộng tham gia phản ứng bằng thể tích đổi ra lít là 0,225 lít bạn nhân này, đây là số chung đâu 0,1 nhân cho 2 tại vì axit có 2H cộng, rồi cộng cho 0,3 và cho 3 nhân 1 bằng. Không phải 1125 mol. Rồi. Dự kiến thứ hai là ta trộn với V lít dung dịch gồm 2-3 giờ. Người ta sẽ có V lít dung dịch gồm natri hydroxit 0,15 m và kali hydroxit 0,05 m. Đó, thì từ đây ta sẽ tính được cái số mol OH trừ theo V. Số mol OH trừ bằng thể tích chung là V lít này. Nồng độ của natri hydroxit là 0,15 nhân 1 cộng 0,05 nhân 1, tại vì cái này mỗi cái này đều có một OH thôi. Đúng ra trên này sẽ là 0,2 nhân cho V. 0,2 nhân V mol. Rồi, ta tính được số mol H cộng và OH trừ lúc ban đầu. Thì tiếp theo thì các bạn sẽ viết cái phương trình phản ứng ra ha. Phản ứng ở đây là H cộng là axit này cộng với 3 giờ là OH trừ để suy được nước. Đấy. Thì ban đầu chúng ta sẽ điền bây giờ số mol ban đầu. Ban đầu H cộng có 0,1125 mol. OH trừ của chúng ta có là 0,2 nhân cho V mol. Rồi. Thì chúng ta sẽ quan sát vào cái pH thu được sau phản ứng. Cái pH thu được sau phản ứng chúng ta là pH bằng 1. pH bằng 1 có nghĩa là môi trường axit. Là pH bằng 1 nghĩa là môi trường axit. Vậy thì sau khi quá trình phản ứng này xảy ra xong đó thì cái H cộng của chúng ta còn dư. Vậy là khi phản ứng H cộng còn dư thì OH trừ nó phải hết. Vậy là 0,2 V mol OH này phải hết này. Vậy thì cái H cộng sẽ phản ứng sẽ là 0,2 V. 0,2 V. Và dư ở đây trừ xuống ha, H cộng sẽ dư là 0,1125 trừ cho 0,2 nhân V, OH trừ sẽ hết. Đó, thì nhắc lại làm sao chúng ta biết được H cộng còn, thì chúng ta phải quan sát được cái pH thu được sau phản ứng này. pH thu được sau phản ứng ở đây là bằng 1, là bé hơn 7, nghĩa là môi trường axit. Môi trường axit nghĩa là H cộng sau khi phản ứng xong là nó sẽ còn dư. Đấy. Rồi. Thì tới đây ta sẽ căn cứ vào cái pH bằng 1 mà đề bài yêu cầu. Với pH bằng 1 đó, thì chúng ta sẽ suy được cái nồng độ H cộng của chúng ta là 10 mũ trừ pH, nghĩa là 10 mũ trừ 1, có nghĩa là bằng 0,1 m. Chúng ta trộn 445 ml, 450 ml với V lít, có nghĩa là chúng ta sẽ thu được, các bạn sẽ thu được một cái thể tích lúc sau sẽ là 0,45 lít này. Cộng thêm V lít nữa. V lít. Đó, dung dịch có nồng độ H cộng. Vậy từ đây các bạn sẽ suy được cái số mol H cộng dư. Số mol H cộng dư còn lại sau phản ứng thì bằng nồng độ của nó là 0,1. Nhân theo thể tích thu được là 0,45 cộng V. Rồi, thì từ đó các bạn sẽ thấy là hai cái biểu thức
ở trên này. Ý thức ở đây là số mol H cộng còn dư lại sau phản ứng. Và đây cũng là số mol H cộng còn lại dư lại sau phản ứng. Vậy thì hai cái biểu thức này nó phải bằng nhau thì từ đó ta giúp ta tính được V. Ta có 0,1125 trừ 0,2V thì nó sẽ phải bằng là 0,1 nhân 0,45 cộng V. Đúng chưa? Thì từ đó chúng ta sẽ suy được V. Chuyển vế vào bấm máy ha. Đấy, các bạn sẽ có là 0,225 lít hay là bằng 225 ml. Rồi, đó là đáp án ở câu số 33. Rồi, ở câu 34. Nung hỗn hợp gồm có nitơ và hiro thì điều chế khí amoniac cho nitơ cộng hiro này, các bạn sẽ thu được NH3 hay NH3. Hiệu suất phản ứng này cho 25%. Rồi, thì đề bài đó là sau khi phản ứng xong thì thu được 500g dung dịch amoniac 17%. Đấy, thì bạn phải hiểu đây là 500g dung dịch nha. 500g có nghĩa là cái NH3 sau khi tạo thành người ta dẫn vào nước để tạo ra dung dịch amoniac. Đấy, thì đây chính là nồng độ phần trăm, đây chính là C phần trăm, đúng chưa? Thì có nồng độ phần trăm rồi, các bạn có mời dung dịch rồi này, các bạn sẽ suy được khối lượng của chất tan, nghĩa là khối lượng của NH3 thì bằng M dung dịch này nhân C phần trăm chia 100%, đúng chưa? Bạn sẽ bấm được cái khối lượng gam của nó. Tám mươi lăm gam. Rồi, có rồi thì các bạn sẽ suy tiếp được cái số mol của NH3, số mol của amoniac thì bằng số mol bằng khối lượng chia cho M lớn thôi. Đấy, sẽ có đây là 5 mol. Rồi, về NH3 là 5 mol, bạn thay vào phương trình phản ứng này, 5 mol ở đây. Rồi, đầu bài yêu cầu là tính lượng nitơ lúc ban đầu. Lúc ban đầu thì bạn sẽ suy ngược lại, 5 nhân 1 chia 2 là 2,5. Chúng ta có 2,5 mol nitơ. Rồi, vậy thì khối lượng của nitơ bằng số mol là 2,5 nhân cho M lớn của nitơ là 28. Nhưng mà vì hiệu suất bài này cho 25%, hiệu suất cho 25 mà chúng ta đang tính chất tham gia phản ứng thì bạn phải nhân cho 100 và chia cho hiệu suất. Nhớ nhá, tính chất tham gia thì nhân 100 chia hiệu suất, bấm máy. Hai trăm tám mươi ra. Rồi, đó là câu số 34. Rồi, câu 35. Thực hiện phản ứng của nitơ và hiro. Rồi, rồi, chúng ta sẽ viết lại cái phương trình này. Nitơ cộng hiro để tổng hợp ra khí NH3. Rồi nhé. Thì ban đầu chúng ta sẽ điền số mol ban đầu này. Hiro có 8 mol, nitơ có 6 mol. Ban đầu là như vậy. Thì ngay từ cái giai đoạn ban đầu này thì các bạn phải hiểu ra ngay là chúng ta phải so sánh cái tỷ lệ là 6 chia 1, nghĩa là 6 này chia cho hệ số cân bằng là 1, so với 8 chia 3. Thì vấn đề lớn hơn. Nhưng mà là khi mà chia tỷ lệ thì ai nhỏ hơn thì hiệu suất các bạn tính phải tính theo cái đó. Có nghĩa là bài này cái hiệu suất phản ứng bài này đó, bạn phải tính theo, tính theo hiro. Bây giờ lấy lượng hiro phản ứng và chia cho lượng hiro lúc ban đầu. Bây giờ phản ứng này,
bạn cứ đặt từ nitơ là x nhé, thì hero sẽ là 3x, phản ứng là 3x, thì chút xíu các bạn sẽ phải lấy là 3x chia cho 8. Đó, tính theo hero mà NH3 tạo ra là 2x mol. Giờ dư nè, thì nitơ sẽ dư là 6 chữ x, hero dư là 8 chữ 3x, NH3 được tạo ra là 2x mol. Rồi hỗn hợp sau phản ứng thì chúng ta sẽ có là NH3 này, nitơ dư và hydro dư. Để bài nói tiếp, dẫn cái hỗn hợp này qua axit sulfuric, đó, loãng, thì ta biết là NH3 có tính 3 giờ. Khi mà dẫn qua một dung dịch axit thì NH3 nó sẽ bị giữ lại trong cái bình axit này, bị phản ứng với cái khí thoát ra của chúng ta. Cái khí thoát ra 12 mol ở đây, 12 mol khí thoát ra ở đây, thì nó chỉ còn là cái nitơ và hydro thôi. Đó, nitơ và hydro dư. Nitơ là 6 trừ x, hydro là 8 trừ cho 3x. Đó. Vậy thì dựa vào con số 12 đó thì các bạn sẽ tính được chỉ số của x. À, vậy ta có 6 trừ x cộng 8 trừ 3x bằng 12. Thì đó thì dễ dàng các bạn sẽ bấm được x này. Bằng, đúng không? 1 14 14 trừ 12 là 2 0,5 0,5 mol. Đúng chưa? Vậy thì hiệu suất phản ứng bằng, bạn lưu ý này, hiệu suất phản ứng là tính theo hero ở cái bước so sánh ở trên. Tính theo hero có nghĩa là chúng ta lấy lượng hero phản ứng là 3x chia lượng hero ban đầu là 8 nhân 100%, bạn thay x vào. 3 nhân cho 0,5 chia 8 nhân 100. Rồi đây là một câu tính hiệu suất tổng hợp NH3 câu 35 ha. Rồi câu 36. Đầu tiên đề bài cho nitơ và hydro hỗn hợp X này có tỷ khối so với hydro là 3,6. Đây hỗn hợp X của chúng ta này gồm nitơ và hydro. Bây giờ chúng ta sẽ điền cái M lớn 28, hydro là 2 vào đây. Tỷ khối so với hydro là 3,6, thì bạn lấy 3,6 nhân 2 này, được M trung bình của hỗn hợp là 7,2. Rồi các bạn sẽ trừ đi nha. 7,2 trừ đi 2 là 5,2. 28 trừ cho 7,2 sẽ là 20,8. Rồi thì các bạn sẽ suy được cái tỷ lệ mol của nitơ và hydro này bằng 5,2 chia cho 20,8 thì là 1/4. Rồi đó là cái tỷ lệ ban đầu chúng ta phải nắm được nha các bạn nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ viết cái phương trình phản ứng nha. Nitơ này cộng với hydro thì tổng hợp ra NH3. Rồi bây giờ ban đầu nè, ban đầu số mol ban đầu thì khi chúng ta lập được cái tỷ lệ 1:4 rồi thì bạn cứ cho nitơ là 1 mol và hydro là 4 mol nha. Thì đây theo sẽ so sánh, các bạn phải so sánh này. 1 chia 1 so với 4 chia 3 thì 1 chia 1 nó nhỏ hơn, nghĩa là bài này cái hiệu suất bài này thì tính theo nitơ nha. Các bạn chia tỷ lệ mol như vậy thì ai mà nhỏ hơn thì hiệu suất được tính theo người đó. Rồi và bây giờ phản ứng, bạn cho nitơ phản ứng là x mol thì hydro phản ứng là 3x và NH3 tạo ra là 2x mol. Vậy dư sau phản ứng thì nitơ sẽ dư là 1 trừ x, hydro dư là 4 trừ 3x, còn NH3 tạo ra là 2x mol.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt bài toán này. Có nghĩa là lúc ban đầu nha, mình sẽ có hỗn hợp ít gồm có nitơ và hiro. Với nitơ các bạn cho là 1 mol này và hiro là 4 mol rồi. Rồi, thì sau khi phản ứng xong, chúng ta sẽ thu được cái hỗn hợp y. Mà hỗn hợp y này đề bài cho m trung bình y bằng này. Đây, đề bài cho tỷ khối của y so với hiro là 4, có nghĩa là lấy 4 nhân 2 nhân cho 2 thì ra m trung bình y bằng 8. Ra m trung bình y bằng 8, m lớn đấy bằng 8. Thì hỗn hợp này gồm có các chất này. NH3 được tạo ra là 2x, nitơ dư là 1 trừ x, hiro dư là 4 trừ cho 3x. Rồi. Như vậy tổng số mol y, tổng số mol của hỗn hợp y lúc này bằng, bạn lấy ba cái số mol này cộng lại với nhau, 2x cộng cho 1 trừ x cộng cho 4 trừ 3x. Vậy tổng số mol sẽ là 5 trừ cho 2x mol, đây là số mol của y. Thì đến đây thì để tính được x, các bạn cần áp dụng định luật bảo toàn khối lượng nha. Mình sẽ bảo toàn khối lượng này. Bạn sẽ có là khối lượng của x bằng khối lượng của y. Khối lượng x bằng khối lượng y. Thì tương đương ở đây chúng ta sẽ có này. Khối lượng của x là khối lượng nitơ 1 nhân 28 cộng khối lượng hiro là 4 nhân cho 2 là khối lượng của x. Bằng khối lượng của y. Khối lượng của y thì bằng số mol y là 5 trừ 2x nhân m lớn y là 8. Rồi. Thì bạn sẽ suy được giá trị của x nha. X bằng. Bấm máy. Không phải 25 mol. Rồi, vậy thì hiệu suất bài này được tính theo nitơ. Vậy là lấy cái lượng nitơ phản ứng này, chia lượng nitơ ban đầu. Đó chính là hiệu suất. Phải suy ra hiệu suất bài này bằng lượng nitơ đặt phản ứng là x. X là 0,25. Chia lượng ban đầu là 1 nhân 100%. Đó, thì bạn sẽ có 25%. Rồi, đó là câu hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3. Rồi, câu 37 là bài toán kim loại tác dụng với axit nitric. Thì đề chúng ta ban đầu là 2,64g hỗn hợp gồm có sắt và magie. Các bạn đặt sắt, magie, đặt số mol, đặt x mol và y mol. Rồi, cho tác dụng với axit nitric HNO3 dư. Chúng ta sẽ thu được khí ở đây. Hỗn hợp khí ở đây là có số thể tích là 0,896 lít. Và chia cho 22,4 thì được 0,04 mol đó. Hỗn hợp gồm có hai khí là NO và N2. Mà hai cái này thì có cái m trung bình. M trung bình của khí này bằng 14,75 gọi nhân 2 là 29,5. 14,75 nhân 2 29,5, m trung bình 29,5. Rồi. Tất nhiên là sản phẩm sẽ có nước và các cái muối. Như vì HNO3 dư thì sẽ sắt sẽ lên FNO3 3 lần. Magie thì biến thành m magie nitrat MgNO3 2 lần. Rồi. Ok. Thì cái việc đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta phải giải quyết cái số mol của NO và N2 cái đã. Các đặt A và B là số mol của từng khí này. Đấy, giải số mol khí nha. Các bạn sẽ có hệ phương trình như sau. A cộng B là tổng số mol của hai khí này là 0,04. Đó. Thế ngoài ra thì ta có là 30 nhân A cộng cho 28 nhân B là khối lượng của khí. Mà khối lượng của khí thì bằng tổng số mol nhân cho M trung bình. Tổng số mol nhân m trung bình thì từ đó các bạn sẽ giải quyết được số mol khí là A và B này. Rồi, bấm máy.
0.03, 0.01. Rồi, đây là giải quyết xong số mol khí ha. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ giải số mol của từng kim loại. Thì ở đây chúng ta sẽ lập hệ phương trình liên quan XY. Và trước khi đó thì chúng ta phải sử dụng bảo toàn E, có nghĩa là dùng cho nhận nhá. Dùng cho nhận. Rồi, các bạn có sắt từ 0 biến thành sắt cộng 3 trong muối. Sắt là 0 này, thì cộng 3 trong muối. Thì sắt cho bay 3 electron. Là số mol sắt là ít nha, thì nó sẽ cho là 3x này. X mol. Rồi. Magie từ 0. Đó, khi phản ứng thì biến thành magie 2 cộng. Magie 2 cộng cho đi 2 electron. Là số mol magie là y này, thì cái này là sẽ là 2y. Và chúng ta sẽ có tổng số mol cho đây rồi. Nhận electron. Thì nitơ cộng 5 này sẽ nhận electron để biến thành những số oxy hóa thấp hơn, với nitơ cộng 5 để biến thành NO, NO là cộng 2, 5 xuống 2 thì nhận 3 electron. Ta thay số mol NO là 0.03 vào nhé, thì bạn sẽ có đây 0.09 này. Rồi, nitơ cộng 5 biến thành khí N2 cân bằng 2 lần, như là nhận vào 10 electron. Số mol nitơ là 0.01, nhưng mà sẽ nhận vào đây là 0.01, thì người ta sẽ có tổng số mol E nhận ở đây. Đó, vậy hệ phương trình chúng ta sẽ lập như sau. Các bạn sẽ có cái hệ phương trình như sau. Tổng khối lượng hai kim loại là 2.64, nghĩa là 56x cộng cho 24y bằng 2.64. Đó. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ bảo toàn electron, thì số mol E cho là 3x cộng 2y sẽ bằng số mol E nhận là 0.09 cộng cho 0.1 là 0.19, đúng chưa? Các bạn sẽ giống được x bằng này và y bằng. Rồi, từ đó yêu cầu là tính phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn hợp. Phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn hợp bằng khối lượng sắt là 56 nhân cho 0.018 bạn chia cho khối lượng hỗn hợp 2.64 100%. Rồi, các bạn sẽ có 38.18%. Rồi, đó là bài toán kim loại tác dụng với axit nitric nha. Rồi, câu số 38. Thì mới đầu các bạn đọc vào câu này có vẻ nhìn nó sẽ hơi hoại một chút. Nhưng tuy nhiên nếu các bạn theo dõi clip của thầy đã làm hai công thức giải nhanh phần axit nitric thì bài này sẽ giải quyết rất nhanh nhé. Một chút vấn đề từ này là dung dịch chứa 3 muối các bạn nhé. Rồi, câu 38. 3.68 gram hỗn hợp gồm kẽm và nhôm, kẽm nhôm ha. Rồi, cho cộng với axit nitric, bây giờ cho số mol axit nitric luôn. Đó là 1 lít nhân 0.25 là 0.25 mol cho mol luôn. Ở đây không thu được khí các bạn, không có khí ra, đây có nước này. Và 3 muối, thì 3 muối ở đây là gì? Tất nhiên chúng ta sẽ hiểu là kẽm thì tác dụng là ra muối kẽm nitrat. Nhôm thì ra muối nhôm nitrat. Rồi mới là 2 muối thôi. Vậy là muốn thu được 1 muối nữa thì các bạn hiểu là phải có NH4NO3 muối amoni nitrat nữa. Rồi mới được 3 muối. Rồi, bây giờ chúng ta phải tính được số mol của muối amoni nitrat này. Thì tính được số mol của muối amoni nitrat các bạn sẽ dựa vào cái công thức là số mol HNO3 phản ứng đó. Đó, nó gấp 10 lần số mol của amoni nitrat nha. Đó, bạn thay vào thì đây sẽ là 0.25, các bạn sẽ suy ra số mol của amoni nitrat bằng
Sumon axit nitric là 0,25 đây này, 0,25 chia 10 là 0,025. 0,025 mol, đấy là xác định được 0,025 mol. Em muốn đi chat rất nhanh nhá. đặt đặt cho số mol của kẽm là x mol, nhôm là y mol đi. Thì các bạn sẽ lập hệ phương trình liên quan x y. Thì đây đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cho nhận nhé, cho này thì kẽm từ 0 cho đi 2 electron thành kẽm 2 cộng cộng 2 này trong cái muối. Rồi. Còn nhôm này từ 0 cho đi 3 electron thành nhôm 3 cộng cộng 3 trong cái muối nhôm. Rồi, nhưng mà đặt là x đúng không? Để cho là 2x này. Y để cho là 3y. Rồi. Nhận ở đây. Nhận là nitơ cộng 5. Đó, đã biến thành muối là amoni nitrat NH4NO3. Thì số oxy hóa nitơ này là -3 nha các bạn nha. Thì ta sẽ nhận vào đây 8 electron. Nhận 8 em. Số mol là 0,025 ở đây. À, thì nhận 8, bạn nhân 8 thì bao nhiêu nhỉ? 0,025 nhân 8 0,2 0,2 mol. Như vậy thì hệ phương trình ở đây ta sẽ có cái hệ phương trình như sau. Ở đây thì ta sẽ có hệ phương trình là để suy ra có hệ này. Vậy thì ta sẽ có là 65x cộng cho 27y là khối lượng hỗn hợp kim loại bằng 3,68 rồi bằng 3,68. Rồi phương trình thứ hai là áp dụng cho nhận là 2x cộng 3y bằng 0,2 nhá. Rồi các bạn sẽ bấm x y ra. Y bằng y bằng. Không phẩy không bốn, không phẩy không bốn. Rồi như vậy chúng ta đã tính xong số mol của từng kim loại. Được yêu cầu là tính phần trăm khối lượng của nhôm và kẽm trong hỗn hợp ban đầu. À, thế đây thì đơn giản rồi đúng không? Thế đây thì tính tiếp không? Phần trăm khối lượng của kẽm thì bằng khối lượng là 65 nhân x và 65 nhân 0,04 này chia cho khối lượng hỗn hợp 3,68 nhân 100%. Rồi, thì từ đó các bạn lấy 100% trừ đi thì sẽ ra phần trăm khối lượng của nhôm trong hỗn hợp ban đầu nha. Rồi, câu 39 là phần axit nitric. Ở đây có một cái dấu hiệu đề bài cho bạn như thế này. Cho số mol nhôm. Này, bạn bấm là số mol nhôm này. 4,725 chia cho 27 thì số mol nhôm là 0,175 mol. Rồi, khi cho cộng với axit nitric thì đề bài cho nó là thu được valid NO này, điều kiện tiêu chuẩn, thu được nước. Mà đề bài là cho thêm cả khối lượng muối là 37,275 gram. Rồi. Thì bạn thấy ở đây là trong cái muối của chúng ta là chắc chắn là phải có muối nhôm nitrat. Cho cái muối nhôm nitrat đúng không? Mà về bảo toàn nguyên tố nhôm, bảo toàn Al, bảo toàn nhôm này. Thì các bạn sẽ, tất nhiên là các bạn sẽ biết ngay cái số mol muối nhôm đây nó cũng sẽ là 0,175. Nó là bằng cái số mol nhôm lúc ban đầu. Đúng không? Đấy, 0,175. Vậy thì khối lượng muối nhôm là chúng ta tính được chứ đúng không? Khối lượng muối nhôm, cái khối lượng của muối nhôm nitrat là mình phải tính được. Đó, các bạn bằng cái số mol là 0,175 này. Nhân cho M lớn của muối nhôm là bao nhiêu? Nhôm 27 cộng 62 nhân 3 213. Và sẽ bấm được cái khối lượng của muối nhôm này bằng này. 37,275.
7,5 gam. Bấm lại nhé. Rồi, bằng 37,275 gram là bằng đúng cái khối lượng muối này bài để bài yêu cầu cho. Như vậy là trong trường hợp này là không có muối amoni nitrat. Còn nếu mà trường hợp các bạn bấm ra mà cái khối lượng của muối nhôm này này nó nhỏ hơn khối lượng của hỗn hợp muối mà đề bài cho, và chứng tỏ là trong cái muối của chúng ta sẽ có thêm muối amoni nitrat nữa, và bạn sẽ tính nó số mol muối amoni nitrat được ha. Như vậy bài này thì chúng ta chỉ áp dụng cho nhận nhôm là từ 0 cho đi 3 electron thành nhôm 3 cộng, còn nitơ thì cộng 5, nhận 3 electron thì thành khí NO. Ở đây chỉ có cái này thôi, không có muối amoni nitrat. Đã, chúng ta được kiểm chứng xong rồi. Thì số mol nhôm là 0,175, bạn nhân 3 lần lên. 0,175 nhân 3 này. 0,525. Và vì số mol electron cho thì bằng số mol electron nhận, thì bạn chuyển 0,525 qua đây. Bạn sẽ suy được số mol của NO 0,175. Rồi. Như vậy là thể tích của NO dễ dàng chúng ta bấm được ha. Và điều kiện tiêu chuẩn nhân cho 22,4. Ba phẩy 92 lít. Rồi. Nhiệt phân muối nitrat. À, thì những cái câu này thì là về phần nhiệt phân muối nitrat thì chúng ta phải thuộc những cái đoạn nhiệt phân. Muối nitrat là chia làm 3 khoảng đúng không? Trước magie, từ magie đến đồng và sau đồng. Như vậy trong cái bài này là nhiệt phân muối natri nitrat là cái khoảng trước magie trong giải hoạt động hóa học. Thì nhiệt phân này chúng ta sẽ thu được muối NaNO2 cộng với 1/2 khí oxy. À, khí oxy được sinh ra ở đây. Thì chúng ta bấm số mol của cái muối natri nitrat này bằng khối lượng là 17 gram và chia cho m lớn là 85, sẽ có 0,2 học 2 mol. Rồi, bây giờ là 0,2 mol này, và suy ra số mol khí ở đây là nhân 2 là 0,1. Như vậy là thể tích của oxy, khí oxy bằng 2,24 lít. Rồi, đó là câu số 40. Câu 41 cũng là nhiệt phân muối nitrat, nhưng mà là trong khoảng từ magie cho tới đồng, đúng không? Vì muối magie nitrat này, các bạn nhiệt phân thì nó thu được oxit của kim loại cộng khí NO2 và cộng khí oxy. Đó, rồi. Tương tự như thế các bạn sẽ bấm được cái số mol của muối magie nitrat này ra. Số mol của magie nitrat bằng khối lượng là 22,2 gram và chia cho m lớn của magie nitrat, magie 24.48. Không phải 15. 0,15 muối magie nitrat. Các bạn thay 0,15 vào đây sẽ suy được số mol của khí NO2 là 0,3, còn số mol nitơ sẽ là 0,075. Oxy sẽ là 0,075 mol. Như vậy khí ở đây thu được sẽ là gồm có NO2 và oxy luôn các bạn nha. Đây là thể tích khí ở đây bằng về khí bằng NO2 là 0,3 này, nitơ là 0,075 nhân cho 22,4 8,4 lít. Rồi, đó là câu 41 ha. Rồi, câu 42. Nhiệt phân đồng nitrat
thôi được hỗn hợp khí, giá trị của M là, thì cỡ 42 muối đồng nitrat là nằm trong khoảng từ magie tới đồng. À, thì khi nhiệt phân muối đồng nitrat chúng ta sẽ thu được này. Đồng oxit cộng NO2 và cộng khí oxy. Rồi. À, các bạn đặt ở đây là ví dụ đặt trước đây là amon đi. Amon nhé, thì các bạn sẽ có được số mol của NO2 là 2A này. Còn số mol của oxy sẽ là A/2. Đó. Đề bài cho hỗn hợp khí 0,5 lít hỗn hợp khí này. Có nghĩa là số mol khí chúng ta sẽ bằng số mol của NO2 là 2A cộng số mol khí oxy là A/2 bằng 0,56 chia cho 22,4, nghĩa là cái này là 0,025 này. Đó, thì các bạn sẽ bấm được giá trị của A bằng chia cho 0,025 chia cho 2,5 thì A là 0,01. Rồi, có A là 0,01 thì sẽ suy được cái khối lượng của muối đồng nitrat thôi. Sẽ bằng 0,01 nhân M lớn muối này là 188 tổng 64 cộng 62 nhân 2 188. Rồi, đáp án sẽ là 1,88 gam ha, đó là câu 42. Rất nhanh. Rồi, câu cuối cùng, câu 43. Câu 43. Thì các bạn lưu ý ở câu 43 này á, là người ta nhiệt phân nhưng mà chỉ có một thời gian, có nghĩa là phản ứng nó xảy ra không hoàn toàn nhé. Thì ở đây là cái phương trình của chúng ta là chúng ta sẽ ghi này, đồng nitrat và nhiệt phân như trên nhá, thành đồng oxit cộng với NO2 cộng với oxy. Nhưng các bạn đừng có nhầm là cái 8,38 này là khối lượng của COO không nha. Chúng ta sẽ có tóm tắt như thế này nè. Bắt đầu mình có 10 gram đồng nitrat. Thì sau bạn nhiệt phân xong ấy thì thu được hai phần là khí và rắn. Rắn là 8,38 gram. Khí của chúng ta tất nhiên là gồm có NO2 và khí oxy. Đúng chưa? Còn 8,38 gram này á, nó có đồng oxit và đồng thời nó còn có thể có muối đồng nitrat còn dư nữa. Chúng ta sẽ không kiểm soát được tình hình ở đây. Nhưng mà đang từ 10 gram mà giảm xuống 8,38 gram thì bạn rõ ràng thấy là M rắn giảm chính là M khí nha. Rồi, ta gọi số mol phản ứng này, lượng phản ứng là x mol. Vậy thì khí này tạo ra sẽ là 2x và khí này tạo ra sẽ là x trên 2 mol nhé. Rồi, ta sẽ giải x này như sau. M rắn giảm chính là bằng M khí thoát ra. Đó, khí nó bay ra ngoài mà, khí nó bay ra ngoài nó làm khối lượng rắn nó giảm đi. Và tương đương ở đây giảm bao nhiêu? Là lấy 10 trừ cho 8,38 là lượng rắn giảm này, bằng khí. Khối lượng khí là 2x nhân 46, NO2 là 46 cộng x trên 2 nhân oxy là 32, là tức các bạn sẽ bấm được x nhá. Đấy, bài này đơn giản thôi nhưng mà dễ nhầm. 10 trừ cho 8,38 0,015 mol. Nhưng mà yêu cầu tính thể tích khí đúng không? Phải suy ra V khí này. V khí ở đây là 2x cộng x trên 2 là 2 nhân 0,015 cộng x trên 2 là 0,015 chia 2 và nhân lên thể tích, điều kiện tiêu chuẩn 22,4 bằng. Rồi, 0,84 lít. Rồi, vậy là chúng ta đã làm qua các cái dạng bài tập trọng tâm để thi giữ kỳ 1 lớp 11 các em nhá.